Cộng sản Việt Nam phong tỏa đến 170 cây số quốc lộ 1 từ Hà Nội đến biên giới Hoa Lục trong ngày thứ Bảy. Theo tin từ Hà Nội Việt Nam, tất cả các loại xe cộ bị cấm lưu thông trên quãng đường 170 cây số, tương đương 106 dặm của quốc lộ số 1 từ Hà Nội đến biên giới Hoa Lục trong ngày thứ Bảy, 1 tháng 3. Theo báo mạng vnexpress.net, dẫn lời giới chức Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội nói rằng đoạn quốc lộ số 1 từ Hà Nội đến Đồng Đăng ở phía bắc tỉnh Lạng Sơn gần biên giới Hoa Lục sẽ bị đóng từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Các xe chở hàng có trọng tải từ 10 tấn trở lên bị cấm lưu thông sớm hơn, từ 1 giờ sáng thứ Bảy. Mặt khác, tất cả các loại phương tiện xe cộ cũng bị cấm lưu thông trên quốc lộ số 18 ở đoạn nối xa lộ này và đường Võ Nguyên Giáp của Hà Nội trong 3 tiếng đồng hồ kể từ 2 giờ chiều thứ Bảy. Một lệnh cấm tương tự đã được ban hành vào sáng thứ Ba vừa qua khu lãnh tụ Bắc Hàn Kim Trung Ung và đoàn công xa lưu thông từ trạm hóa xa Đồng Đăng ở tỉnh Lạng Sơn đến Hà Nội nhân hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Kính thưa quý vị, ông Kim Trung Ương đến Đồng Đăng sau hơn 60 tiếng đồng hồ bằng chiếc xe lửa bọc thép xuất phát từ Bình Nhưỡng.